nhiều bạn cũng bắt tay quá này cũng chân này tốt thôi nhưng mà để xếp thì để chân người ta tương đối là khó. Mình đưa các bạn dùng cái phần cái này gọi là lưỡi dao cạnh tay này, nó ngay phần cổ tay các bạn, khớp cổ tay các bạn di chuyển được một đoạn như ngắn khoảng tầm 1-2 cm như này. Hai phần này cái ngón tay cái này, này. Cố gắng dùng phần này kê tay dưới bắt chân người ta có phần chân này để cân nhau kê sát lên chúng ta mình phải ra rồi nâng phải cái bắt này bắt cái nách này tùy vào nhưng mà chân người ta từ có sâu quá sâu bao phải được từ có xa bao quá chân nó chuẩn được này chân bằng khoảng tầm bốn này quay quá được rồi thì này có cái ke đó cái ke này cái ke như thế nào đây các môn chỏ vào thôi là chính bước nhá phần lưỡi dao cắt đôi con chân phần nách kiểm soát mũi chân phần cùi chỏ nó chạm vào cùng khoảng cách với chân này có được rất là chậm bắt đầu với cái phần này nếu là đến phần hông người ta có kiểm soát được cái chân của chân người ta này mình cũng cần kiểm soát phần hông người ta hông và đầu gối người ta hông và đầu gối không di chuyển được cái bẻ rồi thì vào phần giống như suy nghĩ hoặc là suy nghĩ kiểm soát chân người ta thì cách chỉnh làm sao cho gót chân cũng gần chân theo chặt từ đây bàn tay kết nối này từ cái đầu tiên đưa lên cao được mình nếu mình không đưa lên cao vậy mình rút được mình xuống như chắc chắn từ đây mình nhìn cái sao này vẫn ngược lên cùng hông đẩy đó lại nữa nhá sau khi xuyết xong mình có vị trí như này đúng rồi sinh ra x hay sinh ra mình thì dùng lưỡi dao bằng cái bàn tay này thì bắt chân người ta phần này hai phần này ok nó ôm vào chỉ phần nách của mình tay sau mình che mũi chân người ta đừng nông quá đừng nông quá mình không bẻ được không được bẻ okay. Nếu mà xa quá thì các cuột ra làm sao rồi để cuột ở giữa được từ đây xử lý khoảng trống một cách cái chỗ đó rất là chặt rồi để cho trở thiếu như người phía sau nhìn phía sau cùng lưng mình nữa này đó ok chia ra thử một lần xem nhìn xem như thế nào bẻ chân không phải dễ đâu ok 1, 2, 3 lên lắp đưa dần bốt